Xin chào, tôi tên là Melissa Bird. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số bí quyết đã giúp nhiều người đạt được thành công trong kinh doanh theo mạng. Mục đích của video này là nhằm giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo cũng như phát triển những nhà lãnh đạo khác trong tổ chức của bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về sức mạnh của sự nhân bản. Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng kinh doanh theo mạng chỉ đơn thuần là công việc mua đi, bán lại sản phẩm. Đó chỉ là một nhân tố trong ngành kinh doanh này mà thôi. Thật ra, kinh doanh theo mạng tập trung xây dựng nhóm, và đào tạo lãnh đạo nhiều hơn so với việc mua bán sản phẩm. Người có khả năng kiếm được nhiều tiền trong mô hình kinh doanh này không phải là người chỉ tập trung vào bán sản phẩm vì mua bán sản phẩm đem lại lợi nhuận không đáng kể. Và nếu bạn tập trung vào mua bán thì bạn giống một nhà phân phối hơn là một nhà lãnh đạo hay nhà kinh doanh. Chỉ những ai tập trung xây dựng việc kinh doanh mới có thể kiếm được lợi nhuận lớn mà thôi. Kinh doanh theo mạng về cơ bản là việc xây dựng nhóm và đào tạo các nhà lãnh đạo bạn càng đào tạo được nhiều lãnh đạo thì bạn càng nhân rộng được công sức của mình và đạt được thành công về tài chính cũng như tự chủ về thời gian làm kinh doanh theo mạng cần phải có sự sàng lọc và lựa chọn đúng người những người mà bạn đang tìm kiếm chính là những ai mơ ước sự tự chủ về thời gian và thu nhập thường xuyên theo thời gian điều này sẽ có thể đạt được bằng sự nhân bản vậy làm thế nào để bạn nhân bản công sức của bạn bạn cần phải tìm kiếm được những thủ lĩnh bạn cần chiêu mộ rất nhiều người vào hệ thống của bạn và chọn ra những người giống như bạn, những người có chí hướng, muốn xây dựng công việc kinh doanh của họ và cần những gì bạn cần, tự chủ về thời gian và tự chủ về tài chính. Làm cách nào để bạn chọn đúng người? Bạn cần sàng lọc và sắp xếp. Một khi bạn quyết định tham gia việc kinh doanh này, bạn cần phải bảo trợ 10 người. Khi bạn đã có 10 người trong nhóm của bạn với cương vị là người lãnh đạo và nhà kinh doanh Việc quan trọng nhất bạn cần làm là dành thời gian cho 10 người này, giúp đỡ họ, đào tạo họ, hướng dẫn họ cách thực hiện việc kinh doanh này và khuyến khích họ đi làm việc giống như bạn đã làm, là bảo trợ 10 người khác. Khi đó, bạn sẽ có 100 người trong hệ thống của bạn. Việc chiêu mộ 100 người là vô cùng khó đối với một cá nhân, nhưng bằng cách dành thời gian và nhân bản công sức của bạn, bạn có thể giúp 10 người đạt được mục tiêu như bạn bằng cách mỗi người bảo trợ 10 người khác. Sau đó, bạn lại cần phải nhân bản điều đó hơn nữa. Bạn cần giúp mỗi người trong nhóm của bạn, giúp 10 người dưới họ, mỗi người lại bảo trợ 10 người khác nữa. Họ cần làm chính xác những gì bạn đã làm. Bằng cách này, bạn sẽ có 1.000 người trong hệ thống của mình. Việc một người đi nói chuyện với 1.000 người và chiêu mộ họ vào hệ thống là điều không thể. Nhưng với sức mạnh của sự nhân bản và đòn bẩy, tức là có nhiều người làm việc, bạn có thể vượt xa tầm với của chính mình và tạo được một hệ thống thật sự lớn. Nhưng bạn cần biết rằng, không phải tất cả một 000 người đó sẽ theo đuổi việc kinh doanh này. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Bạn không cần có cả 1.000 người. Trong kinh doanh theo mạng, bạn chỉ cần 4 trong số 10 người đầu tiên của bạn thật sự có chí hướng và đam mê với ngành kinh doanh này. Chỉ cần 4 người thôi. Bạn cần biết rằng 50% số người bạn giới thiệu vào ngành này sẽ chẳng có hứng thú gì với nó và sẽ bỏ cuộc. Nhưng không sao cả, vì trong 100 người bạn sẽ có được 16 người thật sự giỏi. 16 nhà kinh doanh và lãnh đạo. Đây giống như là trò chơi với những con số, và đây là những con số chính xác. Cứ như thế, trong mỗi 1.000 người, bạn sẽ có được 64 người thật sự đam mê ngành kinh doanh này. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Tôi sẽ cho bạn thấy những con số đó, cộng lại sẽ có kết quả như thế nào. 4 cộng 16 cộng 64 bằng 84 người. Đây là những người thật sự giỏi vì họ là những người xuất sắc nhất trong số 1.000 người. 84 người với doanh thu Circle Group hàng tháng 3.000 đô la Mỹ, nhưng với 5%, bạn sẽ có được 12.600 đô la Mỹ một tháng. Bạn không cần tất cả 1.000 người theo việc kinh doanh này để đạt được lợi nhuận lớn, bạn chỉ cần 84 người mà thôi. Lý do mà bạn chiêu một 1.000 người chính là để chọn ra những người thật sự giỏi. Hãy chọn đúng người, những ai có chí hướng và muốn đạt được điều mà họ và bạn đều mong muốn, thời gian và tiền bạc, sự tự do việc kinh doanh này về cơ bản là bạn cần phải sàng lọc và sắp xếp để chọn đúng người và bạn cần phải chiêu mộ rất nhiều người để chọn được những người đó tôi không muốn đem lại cho bạn mộng tưởng rằng đây là cách kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng thật sự không hề như vậy đây là kinh doanh là công việc nó đòi hỏi bạn phải làm việc phải học hỏi và bỏ công sức đó là cách đem lại sự giàu có lâu dài mô hình kinh doanh này sẽ có hiệu quả nếu bạn bỏ công sức cho nó nếu được thực hiện theo đúng những nguyên tắc cơ bản của kinh doanh, bao gồm sự nhân bản và đòn bẩy. Và nếu bạn đã xác định được mục tiêu của mình, bạn chắc chắn sẽ thành công. Bạn cần biết chính xác những gì cần làm để đạt được hiệu quả mà bạn mong đợi. Đây chỉ là những con số, là trò chơi với những con số. Không phải ai cũng cần đạt mức lương thường xuyên 12.600 đô la Mỹ một tháng. Có những người chỉ cần 5.000 đô la Mỹ hay thậm chí 1.000 đô la Mỹ một tháng. Dù mục tiêu của bạn là ở đâu, bạn cần xác định chính xác những gì cần làm để đạt được mục tiêu đó. Nếu bạn muốn mức lương 5.000 đô la Mỹ một tháng, bạn cần có ít nhất 33 nhà lãnh đạo trong hệ thống của bạn. 33 x 3.000 x 5% bằng 5.000 đô la Mỹ. Nếu bạn muốn mức lương 1.000 đô la Mỹ một tháng, bạn cần có 7 lãnh đạo với doanh thu 3.000 đô la Mỹ nhưng 5% sẽ là 1.000 đô la Mỹ một tháng. Sau đây là lý do tại sao kinh doanh theo mạng thật sự hiệu quả một khi bạn đã đào tạo những nhà lãnh đạo này họ sẽ cứ tiếp tục làm việc và phát triển họ sẽ tiếp tục đưa các nhà lãnh đạo vào hệ thống và bạn chỉ cần tìm một người mà thôi và bạn chỉ cần tìm một người mà thôi một người muốn làm chính xác những gì mà bạn đã làm và đây là hiệu quả mà điều đó đem lại họ sẽ là nhân bản của bạn và hệ thống của bạn và doanh thu của bạn sẽ đạt gấp đôi cụ thể với ví dụ ở trên thì bà sẽ đạt doanh thu 25.200 đô la Mỹ so với 12.600 đô la Mỹ. Có thể bạn sẽ mất 6 tháng hay 1 năm hoặc thậm chí 2 đến 3 năm để đạt được điều đó. Nhưng điều đó không có gì quan trọng cả. Vì khi bạn đã xây dựng được một hệ thống mà trong đó mọi người đều nhân bản, thì số tiền của bạn cứ mãi tăng dần theo từng năm. Đây chính là sức mạnh của sự nhân bản và kinh doanh theo mạng. Vì thế, bạn hãy nhớ, bạn cần sàng lọc và sắp xếp chọn đúng người và đào tạo nhà lãnh đạo trong việc kinh doanh theo mạng. Xin chào, tôi tên là Melissa Bird. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một...